Không khí giao nhận quân tại huyện Mai Sơn đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, huyện Mai Sơn cùng đông đảo bà con nhân dân. Sáng ngày 10 tháng 2, tại sân vận động huyện Mai Sơn, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Mai Sơn đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Phát huy cái truyền thống quê hương cách mạng, tuổi trẻ Mai Sơn hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, huyện Mai Sơn có 168 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 127 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 41 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Có 66 công dân có đơn tình nguyện. Tỷ lệ tân binh là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 95%. Cháu sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo đã gửi gắm niềm tin các tân binh lên đường làm nghĩa vụ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ra sức rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.